Good morning cả nhà ơi. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ đi hái dưa leo cả nhà. Thấy cái thùng dưa leo ở đằng kia của em không? Góc này nha. Đây, góc bên này. Nhìn như vậy mà không thấy dưa leo phải không cả nhà? Cả nhà chỉ có thấy bắp thôi ha. Bây giờ mình đi qua đây mình hái dưa leo nha. Bây giờ mình đi qua góc bên này mình hái dưa leo nha cả nhà nha. Mình sẽ hái từ bên này nha cả nhà nha. Đây, cả nhà thấy một rổ dưa leo của nhà em đã hái xong chưa? Bây giờ mình sẽ hái cái góc này nè cả nhà. Đây, một trái xuất phát từ đây nha. Trời dưa leo luôn cả nhà ơi. Đó. Đó, trời dưa leo luôn rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình hái cái này luôn nha. Hái được nhiêu đây dưa leo nè, quá trời luôn. Cái thùng ở dưới đâu cũng mất tiêu rồi. Đây mình để dưới đó như một thùng dưa leo luôn, như một rổ dưa leo luôn. Chưa. Đó. Để mình đếm nó thử bao nhiêu trái nha. Đây, được nhiêu đây dưa leo nè cả nhà ơi. Đếm mấy trái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 trái. Được 20 trái dưa leo. Bây giờ mình qua bên đây mình hái bầu nha cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy bầu ở đằng đó không? Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đây hái bầu nè. Okay.
trái. Chưa. Còn em đó, bây giờ mình phải để đây nha. Để đây. Bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra. Đó, phải cho bò. Ok. Bây giờ mình sẽ đi hái hũ qua ở góc này nha cả nhà. Hái hũ qua với lại à cái gì ta, hũ qua với lại đậu đũa. Ok, mình đi hái hũ qua nha cả nhà. Trái hũ qua nè cả nhà, mình để góc này lát rồi mình lụm nha. Bây giờ mình đi hái đậu đũa. Đây, góc bên này thì đậu đũa nha em nè cả nhà ơi. Đây, đó. Cái lá này nó che mất cái camera. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lụm hũ qua cái đã. Ok, mình đi lụm. Okay, mình đi hái đậu đũa nè cả nhà ơi. Đây, một, đó. Nó vàng là để mình giống luôn. Thì qua đây hái mới được. Qua góc này hái được. Mình đi qua đây hái mướp nha cả nhà. Đây, vàng mướp của em được mấy trái mướp đây. Hái mướp thôi.
Bây giờ mình đi qua bên đây mình hái su thôi cả nhà ơi. Đây là mấy trái su của nhà em đây. Nha, cả nhà thấy su không? Bây giờ mình sẽ đi hái su nha. Đây, mình hái mấy trái su này nha. Một trái. Hai trái. Mấy trái su bự. Ba trái. Đó, hái ha. Mình hái như đây mình cho bạn á cả nhà. Chứ nhà mình thì ăn hoài không hết. Nên mình hái mình chia sẻ cho mấy người bạn. Ok cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay mình đã thu hoạch được như đây nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy nhà em thu hoạch đã không? Cái vườn nè. Đó. Dưa leo, đậu đũa, mướp. Mướp rồi bầu. Nè cả nhà thấy không? Thấy trái mướp đã không? Đó, mướp. Rồi hủ qua, su su. Đậu đũa. Ngày hôm nay thì thu hoạch được nhiêu đây thôi. Ok, bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày thật là an lành. Đó, cả nhà thấy cái dàn bí đỏ của mình ở đằng kia xa xa kìa. Đó, rất là nhiều bí rồi nha, nhưng mà chưa thu hoạch được. Nó vẫn còn đang còn xanh. Ok, bây giờ chúc cả nhà có một ngày thật là an lành bên gia đình của mình. Bye bye guys, see you. Cả nhà nào thích cái vườn của nhà mình thì hãy cho mình một like và share và subscribe lại giùm cho mình nhé. Để mình có thể làm kênh YouTube kế tiếp những cái vườn rau cho các bạn xem. Bye bye, see you guys.